Xin chào các bạn nghe đến kênh Quickatalk của mình nhá. Nhìn mình các bạn biết rồi đúng không? Hôm nay mình lại có một core mới dành cho mọi người. Không biết core có những gì đây. Mình cũng nhập cho mọi người xem nhá. Bây giờ cũng sắp đến Noel nó khác, quà core liên tục mình cập nhật cho các bạn cũng liên tục luôn. Ok, bây giờ mình nhập nhá. À, nhận mã là có gì không? Mã là mọi người tò mò không? Tất nhiên là 2021. Nút NUT Cracker. Xoài. Quá đẹp luôn. Mình nhận quà nhá. Quà được gửi đến hộp thư của bạn. Ok. Quà có gì đây? Chúng ta cùng xem tiếp ha. Nhận nào. Nhận nào có gì nào? À, phần thưởng coupon 1.000 tiền sao và một chiếc mặt hạt xẻ. À, mặt trông đẹp chưa? Ui đấy, độc quyền luôn đấy mọi người ạ. Ui ui, trông mặt có vẻ đáng sợ phết nhỉ. Kẹp vỡ hạt với chiếc cằm mạnh mẽ. À, kiểu như đang nghiến răng nhai nhái gì ấy. Và thêm 1.000 tiền sao mọi người nhé. À hỏi, phần thưởng đăng nhập. Còn phần thưởng coupon chỉ được cái mặt cơ nhé. Phần thưởng coupon chỉ được một cái mặt mọi người nhé. Cái mặt cắn là rẻ đấy. Mình vào trang trí luôn cho mọi người xem này. À, cái mặt cười này đấy. À, mặt này đấy. Ý, ý. Trông rồi, cái nghiến răng nghiến lợi. À, quá độc luôn. Mặt độc ấy, được đấy. Được không, trông chất rồi. Thôi, video mình kết thúc đây. Mọi người nhớ bấm like và đăng kênh ủng hộ mình nhá. Mình sẽ cập nhật mã code mới thường xuyên để mọi người nhập vào để nhận quà. Ok, bye bye mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình. Vui quá ta. Dạo này gặp có đen liên tục, sướng thật.